Hàn Quốc ghi nhận ca thứ 6 chết vì corona, số người nhiễm tăng lên 602. Hàn Quốc hôm nay đã ghi nhận trường hợp thứ 6 tử vong vì nhiễm virus corona COVID-19, trong khi tổng số ca nhiễm tăng vọt lên 602. Theo hãng tin Yonhap, người thứ 6 tử vong là một bệnh nhân tại bệnh viện Đa Nam ở thành phố Cheongdo, Đông Nam Hàn Quốc, nơi cũng xảy ra ca tử vong đầu tiên, và hơn 110 người mắc bệnh khác, trong đó có 9 nhân viên y tế. Bệnh nhân 59 tuổi được xác nhận nhiễm virus hôm 19 tháng 2 và tử vong tại Đại học Đông Gúc ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, trong khi đang được điều trị. Bất chấp các biện pháp cách ly tăng cường, giới chức y tế Hàn Quốc hôm nay đã thông báo nước này có thêm 3 trường hợp tử vong vì virus corona và 169 ca nhiễm mới. Tính tới nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 602 ca nhiễm corona. Người tử vong thứ 5 tới từ thành phố Daegu ở Đông Nam Hàn Quốc. Daegu là nơi hơn 300 người tham gia các hoạt động tại nhà thờ đã được xác nhận nhiễm virus corona. Trong khi đó, bệnh nhân thứ 4, 59 tuổi, tử vong sau khi được xác định nhiễm virus hôm 19 tháng 2. Người này bị viêm phổi nặng trước khi nhiễm virus. Trong bối cảnh số người tử vong và nhiễm tăng cao, Hàn Quốc hôm nay đã nâng cảnh báo virus lên mức đỏ, mức cao nhất trong hệ thống 4 bậc. Đây là lần đầu tiên cảnh báo virus được nâng lên mức đỏ trong hơn một thập niên qua. Theo Yonhap, hầu hết các ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tập trung vào một tổ chức tôn giáo ở thành phố Daegu, thành phố lớn thứ tư nước này, và bệnh viện Đèng Nam gần đó. Trước đó, giới chức Hàn Quốc đã tuyên bố Daegu và huyện Cheongdo là các khu vực chăm sóc đặc biệt.